Giống như lãnh đạo ban đốc, đặc biệt là bằng bên Công, cũng đã cố gắng sắp xếp một cái chuyến đi rất nhiều cái điều hay và trải nghiệm cho tất cả anh chị em. Thay mặt lãnh đạo công ty Công Đông Âu thì hãy cũng xin chúc cả anh chị em có một chuyến đi thật vui, thật hạnh phúc, và đặc biệt kết nối được tất cả những học viên công ty Đông Âu. Cũng hy vọng là cái chuyến sắp tới thì tất cả sẽ đầy đủ từ khối văn phòng, cục trường và nhà máy, để tất cả thành viên của công ty Đông Âu sẽ có một dịp kết nối vui, khỏe và hạnh phúc.